Đây là đi xe 80. Đây là V125 bánh lòng luôn nè. Đùi này đùi thường chưa chế. Đây là nông dân đây Sài Gòn nè bà con. Đây là bánh lòng nông dân ở miền Tây nó chế này nè. IC80. Đây là V125 là chả dừa luôn á. Sườn này cũng đẹp lắm nè. Nhà ở đây nông thôn đây là giàu lắm, ngà hai ba con không à. Đây một con nè, chùm bao à, tới vụ nó mới lấy ra. Đây là IC6. Đuôi IC6 nè. Này con mấy đây? IC6 4 lỗ. Cũng ERV luôn. Wow, trong đây nè, mỗi nhà mỗi con luôn, giàu ghê không? Miền Tây đây giàu lắm, mỗi người mà mỗi nhà mỗi cái đầu máy phải không? Nhà một cái, nhà một cái. Đây một con nữa nè. C80 luôn. Khá đẹp. Đây là cảnh toàn cảnh miền Tây. Mỗi lần không xài thì xới chục, xới thì lấy này ra chục. Đây dần đây dần chục dần bừa nè. Thằng trang rồi luôn. Đây họ di chuyển đi các vùng khác mà nó chẹt mà. Nay đi vòng thử rồi nó anh bán không biết cách dân đi sao, dần đi thâm nhập ha. Đây là IC5. Quá đã. Đúng là miền Tây cái này người dân rất khá giả. Nông dân đây xài là không có rửa lại, mà con cứ để bợn bợn như đó. Nhưng mà nó rất là êm, quan trọng chất lượng bên trong thôi. Này đây C80 nè. Xài đồng 125 là đúng đó bà con. Thường đây xài 125, còn K700 thì xài 140. Khá đẹp, nó mỗi nhà mỗi con, nhất nhà giàu không. Rất là đẹp. Chùm mền đúng không con, chùm cao su luôn. Đây, đây là mình coi sông nước miền Tây nha. Di chuyển bằng chẹt nè. Chẹt này xuống được hai con nha bà con, xuống được hai cái càng xế. Cái càng xế này dễ tháo lắp lắm nên người ta mỗi lần nó xài thì gỡ ra, không chục thì gỡ ra đi gắn càng trang này vô nè, gian cái càng chục này là càng xế nè, càng xế đất rồi nè, rồi xong rồi không xài thì gỡ ra. Để bà con nó muốn là con nào mà nó đi là không cần chạy thêm máy, đứng lên đây là lúc có chạy là mình đứng ở đây mình chạy thoải mái luôn, mình khỏi cần đi theo mỗi chân. Ta chế sẵn hết rồi, đi đỡ mỗi chân á.
Đây là dàn IC6. Bánh lồng rất là đẹp, phù hợp luôn. Bánh lồng này là mỗi dùng mỗi khác nhau nha, không có giống nhau được nha. Dùng này là dùng dần cho đất lầy nè, bánh cái bạn nó bự nên không lúng. Mỗi dùng mỗi khác không có chung được bánh lồng. Rất đẹp. Cứ mỗi nhà là mỗi chiếc. Đây không là ba chiếc, trong trọng chiếc thì mền. Dạ rất khá. Đây có một chiếc rồi con. Rất là đẹp. Ông ta không xài mà hết vụ ra chùm bao nữa nè. Coi dàn này dàn gì. Dàn này dàn IC80 luôn. Đây là IC80. Cái này cũng dàn cũng còn lửa còn khá. Đây là gắn nguyên bộ dàn sới nè. Cái nào không xài chùm bao nữa nè. Đây là dàn trang nè, cái gì nè. Bánh lồng. Khá đẹp. Rồi chào bà con nha.